Nếu như phò mã đúng là phu quân của cô Trần Thế Mỹ, ngoài chuyện đã phạm tội bất hiếu với cha mẹ, bỏ rơi vợ con ra, đồng thời còn phạm đại tội khi quân, mạo nhận người khác, bỏ vợ tái hôn, theo luật sẽ bị phán tội tử hình. Phò mã rất có khả năng là phu quân của người. Đại nhân phân tích, Trần Xuân đã nhận hối lộ, đưa lời khai giả. Phò mã lo lắng hậu hoạn khôn lường nên mới giết người diệt khẩu. Bây giờ đã không có người chứng thực thân phận của phò mã rồi. Hiện giờ người duy nhất có thể nhận ra phò mã chỉ có cô thôi. Ý tiên sinh muốn nói để dân nữ gặp quân ấy sao? Chỉ có cô không nhìn lầm hắn. Nhưng mà họ có để cho dân nữ vào phủ phò mã không? Không ly nào. Nếu không vào được thì làm sao dân nữ gặp huynh ấy? Gặp phò mã như thế nào, bổn phủ sẽ có thu xếp. Nhưng trước lúc đó, bổn phủ cần phải xác định ngươi chịu làm nhân chứng hay không. Bao đại nhân, Hương Liên đưa con đến kinh thành là để tìm huynh ấy, có lý nào Hương Liên lại không chịu làm nhân chứng? Không, không đơn giản như vậy. Cho dù ngươi có gặp hắn, hắn cũng có thể phủ nhận như thường. Bổn phủ muôn người im hơi lặng tiếng, sau khi trở về phủ thương lượng đôi sách với bổn phủ xong hãy tin. Chẳng hay ngươi có kiên nhẫn không? Bao đại nhân, nếu quả thật là người này, quan ức trong lòng Hương Liên lại phải nhịn như thế nào chứ? Nếu ngươi không nhịn được, nhất định làm hỏng kế sách của bổn phủ. Bổn phủ thà không cần ngươi nhìn người, nghĩ cách khác còn hơn. Được, Hương Liên hứa với bao đại nhân, dân nữ sẽ nhịn. Nếu đã như vậy, ngươi hãy ở lại trong phủ, đừng ra ngoài. Chờ bổn phủ thu xếp xong sẽ đưa người đến đó nhận người. Người đi đi. Dạ. Đại nhân, điều này thật sự làm khó cô ta rồi. Sao bổn phủ không biết? Nhưng mà nếu ả không kiên nhẫn và Trần Thế Mỹ kia lại phủ nhận tại chỗ, để hắn chịu nhận tội chắc là khó càng thêm khó. Cách làm này tuy hơi tàn nhẫn, nhưng ngoài cách này ra không còn cách khác. Đại nhân định để cho Tần Hương Liên gặp Trần Thế Mỹ như thế nào? Dương Thừa Tước, bao đại nhân muốn lão phu mời phò mã tới phủ à? Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể để cho Tần Hương Liên với hắn có cơ hội gặp nhau. Bao đại nhân khẳng định thân phận phò mã có vấn đề? Bao chứng ít ra nắm được 7 phần. Tương gia lo lắng, nếu bao chứng phán đoán không đúng, có mà giao phó phải không? Không phải lão phu lo lắng điều đó. Lần trước chuyện bao đại nhân dẫn nhân chứng đến phủ phò mã nhìn người, ngay cả hoàng thượng cũng phải kinh ngạc. Lần này nếu lại sai sót,
E rằng Bao đại nhân khó mà giao phó với hoàng thượng đó. Tương gia đừng lo lắng. Nếu như phò mã không phải là phu quân của Tần Hương Liên, hai người gặp nhau dĩ nhiên không sao. Vậy nếu là phải thì sao? Tương gia, nếu phò mã đúng là phu quân của Tần Hương Liên, thì hắn chính là tội phạm ruồng bỏ vợ con, khi quân phạm thượng của triều đình. Chẳng lẽ tương gia không nhận thấy hắn phải chịu chế tài của quốc pháp? Điều này Bao đại nhân lúc nào đại nhân cũng nói có lý hết. Bao chuyện chỉ là tranh đấu theo lý. Vấn đề là theo nhận xét của Bao đại nhân, làm sao mới có thể cho họ gặp nhau? Chỉ cần tương gia mời phò mã đến phủ làm khách, sau đó Bao chuẩn thu xếp để Tần Hương Liên cải trang thành thị nữ vào sảnh hầu trà. Làm như vậy hai người sẽ được gặp nhau. Vậy nếu như vì Tần Hương Liên mất tư cách trong đại sảnh khiến phò mã bất mãn, tương gia có thể nói là thị nữ mới, ngoài ra không biết gì cả. Như vậy không liên quan tới tương gia. Mời phò mã qua phủ, nếu phò mã từ chối không tới thì sao? Tương gia là ân sư của phò mã, ân sư cho mời, chẳng lẽ môn sinh từ chối không đến? Bao đệ nhân, thì ra đã tính cả lão phu vào trong này rồi. Xin tương gia tha tội. Bao chuẩn suy đi nghĩ lại, ngoài cách này ra không còn cách nào để Tần Hương Liên nhìn được người. Thật sự ngoài tương gia ra, Bao chuẩn không biết nên chọn ai khác. Được rồi, lão phu sẽ liệu bộ xương già này bán mạng cho Bao đại nhân. Đa tạ tương gia. Tại sao bọn trẻ gặp phải chuyện không may vậy mà đối với tình thế bây giờ chúng lại không biết gì? Như vậy cũng tốt, bất kể có cha hay không, nhưng nữ cũng mong chúng có tuổi thơ không lo lắng. Đại nhân muốn cô sau khi gặp phò mã phải kiên nhẫn hơn nữa, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, mong cô có thể hiểu cho. Bao đại nhân rửa sạch quan ức cho Tần Hương Liên, Hương Liên làm sao dám có ý kiến? Cô có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của Bao đại nhân thì tốt. Xin tiên sinh dừng bước. Có chuyện gì à? Cho phép Hương Liên hỏi thêm một câu. Nếu phò mã đúng là phu quân của Hương Liên Trần Thế Mỹ, chẳng hay Bao đại nhân sẽ xử trí thế nào? Điều này... Công tôn tiên sinh, Hương Liên phải biết điều này. Cô muốn biết thật sao? Trong lúc cô đánh trống kêu oan, đại nhân thủ lý vụ án này đã không nhẫn tâm rồi. Sao vậy? Đại nhân biết, bất kể thân phận phò mã như thế nào,
với mẹ con cô mà nói là họa không phải phúc. Xin người nói rõ hơn. Nếu như phò mã đúng là phu quân của cô Trần Thế Mỹ, ngoài chuyện đã phạm tội bất hiếu với cha mẹ, bỏ rơi vợ con ra, đồng thời còn phạm đại tội khi quân, mạo nhận người khác, bỏ vợ tái hôn, theo luật sẽ bị phán tội tử hình. Nếu như cô biết hắn nhất định phải chết, không biết còn chịu đi nhìn người hay không. Trước khi đại nhân đưa cô đi nhìn người, nhất định sẽ hỏi cô như vậy. Tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Sau khi có mang, luôn cảm thấy tức ngực. Ra ngoài dạo một lát, thiếp cảm thấy thoải mái hơn. Vậy sao? Có cần nghỉ một lát không? Đừng để mình quá mệt mỏi. Mẫu hậu kêu thiếp nên hoạt động thì hoạt động, không được nằm mãi trên giường. Sao vậy? Lời nói của mẫu hậu cũng không nghe sao? Đã bước vào thu, nóng lạnh thất thường, ta sợ nàng bị lạnh thôi. Nghe chàng nói kìa, hình như thiếp được làm bằng giấy vậy. Nô tài bái kiến công chúa phò mã. Ngụy tổng quản, có chuyện gì à? Người của phủ thừa tướng đến đây chuyển lời, sao giờ ngõ ngày mai mời phò mã đến phủ thưởng thức hoa cúc. Hắn đang đợi trả lời bên ngoài. Ồ, không ngờ Dương thừa tướng có nhã hứng này. Ngụy Minh, trả lời người phủ tướng gia đi. Nếu là bổn cung có chuyện phải làm, đa tạ ý tốt, hôm khác mới đến tạ lỗi. Tại sao phò mã không đi? Ta lo lắng cho sức khỏe của nàng, muốn ở trong phủ với nàng. Còn hơn 6 tháng nữa mới sinh mà. Chẳng lẽ trong 6 tháng này chàng không ra ngoài sao? Dương thừa tướng là ân sư của chàng, ân sư cho mời làm sao không đi được. Không những thất lễ mà còn bị bàn tán đó. Được rồi, ta sẽ đi sớm về sớm. Ngụy Minh, có nô tài. Hồi đáp người phủ Dương gia, nói là ngày mai bổn cung sẽ đến đúng giờ. Dạ. Cái bẩm tướng gia, phủ phò mã trả lời ngày mai phò mã sẽ tới đúng giờ. Lão phủ biết rồi, người lui đi. Dạ. Đa tạ tướng gia thành toàn. Bao đại nhân kiên quyết như vậy, có lý nào lão phu không làm theo? Bao chứng không dám. Nghĩa cử của tướng gia không những minh oan cho dân, mà còn giữ vững triều cương. Chỉ là để tướng gia bận tâm vì chuyện này, bao chứng cảm thấy ai ngại. Chỉ cần ngày mai không gây ra chuyện gì là được rồi. Lão phu là thừa tướng đương triều, không cần e ngại Trần phò mã. Nhưng mà nếu như vì chuyện này mà công chúa với thái hậu có gì bất mãn, lão phu sẽ rất khó ăn nói. Xin tướng gia yên tâm, bao chứng tin rằng chưa đến mức xảy ra cục diện đó. Tốt nhất là như vậy. Bảo đại nhân, lão phu mượn danh nghĩa ngâm qua mời phò mã sang phủ, dù sao cũng phải có sự chuẩn bị trước. Lão phu không giữ đại nhân nữa. Dạ, bao chứng ngày mai sẽ đưa Tần Hương Liên qua đây trước, cải trang thành thị nữ, còn phải phiền đến tổng quản trong phủ tiếp đãi nữa. À, lão phu hiểu rồi. Bao chứng cáo lui.
Ngày mai ngươi hãy theo bổn phủ đến phủ thừa tướng, đồng thời bổn phủ sẽ thu xếp cho ngươi được gặp phò mã để xem hắn có phải là phu quân của ngươi không. Tự nhiên mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Dạ. Nhưng mà bổn phủ nhắc nhở ngươi thêm một lần nữa, bất kể hắn có phải là phu quân ngươi hay không, đều không được lên tiếng. Đợi khi trở về phủ nha mới nói về bổn phủ, chẳng hay ngươi có làm được hay không. Hương Liên làm được. Ngoài ra bổn phủ có mấy câu phải nói thật với ngươi. Nếu phò mã đúng là phu quân của ngươi, hắn sẽ phạm đại tội khi quân. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh nói với Hương Liên rồi, đó là tội chết. Đại nhân, học trò chỉ mong cô ấy có thể suy nghĩ cho kỹ. Vậy kết quả suy nghĩ của ngươi như thế nào? Đại nhân, nếu đúng là huynh ấy, Hương Liên nghĩ huynh ấy nhất định phải chết. Chẳng lẽ với ngươi mà nói, giữa phu thê đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao? Dạ không. Điều Hương Liên nghĩ không phải là bản thân. Cha mẹ huynh ấy phải đói chết ở quê nhà, còn huynh ấy thì ngồi hưởng vinh hoa phú quý ở kinh thành. Phận làm con mà lại bất hiếu như vậy, cho dù quốc pháp không chế tài huynh ấy, trời đất cũng không tha cho huynh ấy. Đại nhân, không phải Hương Liên không niệm tình phu thê, nếu hôm nay Hương Liên tha cho huynh ấy, làm sao Hương Liên ăn tối với hai ông bà lão đã chết thảm? Giữa trời đất này còn có công lý để nói sao? Mỗi khi nghĩ đến điều này, lòng của Hương Liên cảm thấy bị đau như là dao cắt vậy. Tội huynh ấy đáng chết lắm. Bổn phủ hiểu rồi. Ngươi đừng buồn nữa, về phòng trước đi. Ngày mai hãy chờ bổn phủ cho gọi rồi cùng đi. Mã Hằng. Dạ. Thật khó cho ả quá. Mẹ, nếu ngày mai không đi nhìn nhận Thế Mỹ thì oan ức của cha mẹ không bao giờ được rửa sạch. Nhưng nếu đi nhìn nhận thì Thế Mỹ sẽ chết. Nhìn hay không nhìn tôi không biết làm sao. Con đều có lỗi với linh hồn của cha mẹ. Con mong cha mẹ hãy tha thứ cho con, và xin hãy cho con dũng khí để đối mặt với sự thật. Ha ha ha!
Trước mà chúng ta đã tu được. Đúng vậy. Hoa nở hoa tàn, rất giống cơ ngộ trong đời người. Có cây, có nở, có tàn, đời người có thăng trầm. Đúng lúc nhắc nhở chúng ta sống trên đời này. Đặt y đường từ thật y thời. Phú quy bất dông, bần tiện nhật. Lời nói khuyên đời của Bao Đại Nhân khiến cho người ta tỉnh ngộ. Nhưng mà với lão phu mà nói, đúng lúc hợp với ý điền đàm thanh nhã, thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn của Tịnh Tiết tiên sinh, mến mộ không hết đó. Phong thái tao nhã của ân sư ai cũng mến mộ, dĩ nhiên người phàm tục như chúng ta không thể sánh bằng. Bò mã nói đúng, tương gia quả nhiên cao hơn người ta một bậc, khiến người ta phải mến mộ. Đúng vậy. Nè, các vị, hôm nay mời các vị đến đây để thưởng thức hoa cúc, chứ không phải để các vị đến khen lão phu như vậy nha. Vậy chính là hoa cúc, không phải lão phu. Hả? Nè, qua đây. Mời ngồi. Mời. Mời ngồi. Hôm nay không thể chỉ là thưởng thức hoa. Khi hoa cúc vừa mới nở rộ, lão phu đã cho người hái về ướp. Nay đã được trà hoa cúc, lão phu muốn chia sẻ với các vị. Đúng vậy. Người đâu? Dân trà. Dạ. Mời. Mời phò mã dùng trà.
Các vị à, dùng qua trà này cảm thấy thế nào? Hương cúc nhẹ nhẹ, thơm nhưng không nồng, quả là có một phong vị khác. Nhưng mà ân sư à, thứ lỗi học trò làm gián đoạn nhã hứng của các vị đại nhân đây. Công chúa đang có thai, bốn cung thực sự không tiện ở lâu, phải cáo lui trước, mong các vị đại nhân thông cảm. Phò mã lo lắng cho công chúa, đây là lẽ thường tình, sao lão phu dám miễn cưỡng giữ lại? Phò mã cứ tự nhiên. Đa tạ ân sư đã hiểu, xin các vị đại nhân thông cảm, bổn cung cáo từ. Mời, mời. Nào nào, các vị đại nhân, chúng ta tiếp tục thưởng thức đi. Ờ, được rồi. Mời, mời. Được. Cái gì? Phò mã không phải phu quân của ngươi?
Ngươi hãy ngẩng mặt lên nào. Bổn phụ hỏi ngươi lần nữa, hắn đích thực không phải là phu quân của ngươi Trần Thê Mỹ. Không phải. Hương Liên chưa từng gặp người này. Nếu như vậy, trong lúc gặp hắn trong tướng phủ, tại sao thần sắc của ngươi thay đổi? Bây giờ đôi mắt lại ưa lệ. Hội bao đại nhân, trong lúc nhìn người ở tướng phủ, Hương Liên trong lòng rất bối rối. Sau đó được gặp phò mã, trong lúc phát hiện không phải phu quân, trong lòng vừa thất vọng vừa vui mừng, cho nên không thể che giấu được. Bổn phụ rất muốn biết, tại sao ngươi thất vọng, tại sao ngươi vui mừng? Trong lòng ngươi hiểu rõ, làm sao bổn phủ có thể tùy tiện kết luận? Bao đại nhân, Hương Liên dẫn theo hai con đường xa ngàn dặm lên kinh thành tìm chồng. Nếu được gặp Trần Thế Mỹ, sao Hương Liên lại nói dối không phải là huynh ấy? Hương Liên từng nói, vì quốc ước của cha mẹ chồng, không bằng đến chuyện quýnh ấy đầu người hai nơi. Nếu như bây giờ trái lại, Hương Liên của quýnh ấy được thoát tội, Hương Liên làm sao giao phó với cha mẹ chồng? Bổn phụ không có ý này, ngươi đừng buồn nữa. Ngươi hãy về với Xuân Ca Đông Muội, đừng để chúng lo lắng. Dạ, Hương Liên cáo lui. Chẳng lẽ trong lòng đại nhân vẫn còn nghi ngờ? Lẽ ra bổn phụ phán đoán đúng rồi. Vậy mà bắt mùi đi. Mẹ chết rồi. Mẹ cũng nhớ Đông Muội lắm. Con có ngoan không? Dạ ngoan. Xuân Ca. Dạ con cũng ngoan. Xuân Ca, con dẫn Muội Muội ra ngoài chơi đi, không được đi lung tung. Mẹ vào nhà kỹ một lát. Dạ mẹ. Đi đi. Đi thôi. Đi đi chơi. Kéo bước.
nha. Kéo bước vào. Kéo bước vào. Kéo bước vào. Kéo bước vào. Em tiếp đi. Cũng không cho Quỳnh đánh đâu. Quỳnh phải đánh mũi hai cái. Con là phải chơi tiếp. Tiếp nha. Mãi mãi được. Con không thể nhẫn tâm được. Con có lỗi với cha mẹ. Con thật sự có lỗi với cha mẹ. Cha mẹ. Con có lỗi với cha mẹ. Có phải đại nhân nên kết thúc vụ án Tần Hương Liên kiện phò mã rồi không? Không, tạm thời thì chưa đâu. Đại nhân định chờ thêm một thời gian nữa. Có một số nghi điểm khiến cho bổn phủ khó mà hiểu được. Dạ. Khai bẩm đại nhân, triển đại nhân cho người chuyển lời bác dân gia hồi phủ rồi. Được, chuẩn bị kiệu. Dạ. Dương gia hồi kinh bình an, tặng đa lớn trong lòng bao chuẩn đã được buông xuống. À, bổn dương tự ý rời kinh để bao đại nhân phải lo lắng, cảm thấy ngại vô cùng. Bao chuẩn không dám, nhưng quả thật hoàng thượng rất lo lắng. Bao chuẩn lập tức vào cung bẩm tâu để cho hoàng thượng được yên tâm. À, không cần phiền đến bao đại nhân, bổn dương sẽ vào cung nói rõ với hoàng thượng. Dạ. Bao đại nhân không hỏi bổn dương rời kinh có việc gì sao? Dương gia đi đâu đều có y riêng, bao chuẩn không dám mở miệng. Lần này bổn dương rời kinh hoàn toàn là vì chuyện riêng, nhưng đối với chức trách của bao đại nhân, cần phải để bao đại nhân hiểu rõ, kẻo hoàng thượng lại làm khó bao đại nhân nữa. Nếu dương gia cho biết, bao chuẩn xin lăng tài nghe. Hành trình lần này á, triển hộ vệ đều có tham dự, hãy để triển hộ vệ nói đi.
À, chuyện này liên quan tới bí mật riêng tư của Dương gia, Triển Chiêu không tiện nói nhiều. Hey, không. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải cho bao đại nhân biết. Nếu Tiểu Song đã là một người đột nhập Dương phủ, kể hết chuyện này ra, bao đại nhân cũng không cần phải lo lắng cho an toàn của bổn Dương nữa. Hơn nữa, chuyện giữa bổn Dương với Bạch Linh, để chính miệng bổn Dương nói, thật sự rất khó mở miệng. Hay là người hãy nói đi. Triển Chiêu tuân lệnh. Đại nhân, xin cho thuộc hạ từ từ bẩm báo. Công đồng chúa. Các ngươi lui hết đi. Dạ. Phò mã. Phò mã. À, công chúa. Sao vậy? Từ lúc chàng thưởng thức hoa cúc ở phủ thừa tướng về thì đã buồn bã không vui. Xảy ra chuyện gì phải không? Không có, không có chuyện gì cả. Chàng còn muốn giấu thiếp sao? Ai cũng nhận ra chàng có tâm sự mà. Nè, nói cho thiếp nghe đi. Được rồi. Công chúa nói không sai. Chính là vì sau khi đến ngắm qua ở phủ thừa tướng về, khiến lòng ta có một số cảm xúc. Ngắm đến phò mã có tâm sự sao? Công chúa đừng cười ta. Trong phủ tướng gia, hoa cúc đua nở, hơn nữa còn có rất nhiều trân phẩm. Nhưng hoa nở cũng có lúc tàn, khiến người ta liên tưởng cảnh đẹp trước mắt. Dù sao cũng có ngày phai tàn. Ta lo lắng cuộc sống hạnh phúc với công chúa có phải cũng có lúc bất hạnh hay không? Cũng không cần lo lắng. Phu thề dí như nguyên ương cùng sống chết. Mọi chuyện có liên quan đến phò mã đều liên quan đến công chúa. Sao thiếp có thể không xem như thật được? Đều tại ta. Đều tại ta. Sau này ta không suy nghĩ vu vơ nữa. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta chỉ cần tận hưởng ngày tháng hạnh phúc. Hà tất lo lắng quá nhiều. Thì ra trong đó còn có nội tình uẩn khúc ly kỳ như vậy. Thân là hoàng thất chi tôn, không ngờ cũng khó thoát khỏi nữ nhi tư tình.
Bổn vương xém chút đã trở thành người phụ bạc vô tình vô nghĩa rồi. Không, trước đây vương gia không có ý dối gạt, sau đó cũng không phải là trôn tranh trách nhiệm, làm sao có thể nói là phụ bạc. Bao đại nhân đang an ủi bổn vương sao? Thật ra Bao Chỉnh không nên hỏi chuyện riêng của vương gia, nhưng mà nhi nữ tư tình là chuyện đôi bên đồng ý, sau đó lại không có ai bị tổn thương, người ngoài cũng không có quyền xen vào. Bao Chỉnh cả đời xử án, nghị luận quốc pháp, cũng không xúc phạm quốc pháp bao giờ. Nói chuyện nhi nữ tư tình với Bao đại nhân, hình như bổn vương tự chuốc lấy cái khổ. Bao Chỉnh có tin nghiêm túc, mong vương gia thông cảm. Bổn vương không có ý khác, chỉ muốn mượn chuyện nói rõ động cơ đột nhập của tiểu sông, để Bao đại nhân không cần phải lo lắng cho sự an nguy của bổn vương thôi. Dụng ý vương gia Bao Chỉnh hiểu, nhưng mà vẫn muốn vương gia mau chóng bẩm tấu hoàng thượng, để hoàng thượng được yên tâm. Bao đại nhân lúc nào cũng chí công vô tư. Được rồi, lát nữa bổn vương sẽ vào cung. Đa tạ vương gia. Sau này chuyện có liên quan đến nhi nữ tư tình, bổn vương tuyệt đối không nói với Bao đại nhân nữa, nhưng nói với Triển hộ vệ. Trái lại còn có khá nhiều chủ đề. Đại nhân đừng nghi ngờ, bác vương gia đang cười Triển Chiêu đó. Được rồi, được rồi. Bổn vương cũng không nói với Triển hộ vệ. Chuyện như vậy, hãy để bổn vương tự bình luận. Triển hộ vệ đi theo bổn vương mấy ngày liền, chắc là lỡ mất không ít công vụ rồi. Bây giờ bổn vương đã bình an vô sự, ngươi hãy theo Bao đại nhân hồi phủ làm việc đi. Bổn vương cũng phải chuẩn bị vào cung diện thánh đây. Dạ, Bao Chỉnh cao luôn. Mời. Tần Hưng Liên kiện cáo phò mã gia, đến bây giờ tiến triển đến đây. Vậy sau khi Tần Hưng Liên tận mắt nhìn thấy phò mã, đã xác định không phải chồng mình sao? Đúng vậy. Nếu là nhìn lầm người, vụ án này đã kết thúc rồi. Theo lý là vậy, nhưng đại nhân vẫn chưa giải hết nghi vấn trong lòng. Tần Hưng Liên còn ở trong phủ chứ? Thuộc hạ sẽ trò chuyện với ả. Không, cô ấy đi mua bút cho Xuân Ca rồi. Đang thường thật, cô ấy là phận đàn bà, ngoài chuyện chăm sóc hai đứa con ra, còn phải chịu nỗi đau mất tích của chồng. Chứ là người muốn gặp nhà ta sao? Công công nhận ra dân phụ mới đúng. Không sai, ngươi chính là thị nữ hầu trà ở phủ tướng gia hôm nay. Vậy chắc công công cũng đã biết dân nữ có một thân phận khác. Xin công công chuyển lời đến huynh ấy, dân phụ muốn gặp huynh ấy. Thật ra thì ngươi muốn gặp ai? Chẳng lẽ công công còn muốn dân phụ nói rõ họ tên sao? Công công không cần nhìn nữa, Hương Ly đến đây một mình thôi. Nhà ta không biết là ngươi nói gì. Ngươi là tổng quản của phủ phò mã,
Hương Liên tin chắc người biết chuyện này, đồng thời nhất định cho Hương Liên gặp huynh ấy. Nhà ta thật sự không biết ngươi đang nói gì. Công công là tổng quản của phủ phò mã, tại sao vì một cô gái xa lạ có tên là Tần Hương Liên đích thân ra ngoài gặp mặt vậy? Ngươi sai rồi. Xưa nay nhà ta đều rất thân thiện. Nếu đã có người đến gặp nhà ta, dù sao nhà ta cũng ra gặp người đó, có khi còn giúp đỡ người ta nữa. Nếu quả thật như vậy thì công công không giúp được Hương Liên rồi. Cáo từ. Người đi đâu? Hương Liên đến từ Khai Phong phủ, dĩ nhiên phải về Khai Phong phủ rồi. Thật ra ngươi đến đây để làm gì? Ngươi không giúp gì được cho Hương Liên, có nói thêm nữa cũng không có ích lợi gì. Nếu như nhà ta có thể giúp ngươi thì sao?
mã, nô tài sẽ canh ở cửa trước. Có người tiếp cận không? Dạ không. Đi đi, tìm Hằng Kỳ đến đây. Dạ. Cha, mẹ, cha mẹ, Hài Nhi bất hiếu. Hài Nhi bất hiếu. Hài Nhi bất hiếu. Muội đã đưa bà dị của cha mẹ dẫn theo đông muội Xuân Ca hành khất trên đường để đến đây. Muội phải mất thời gian hơn một tháng mới đến kinh thành. Nhưng nào ngờ phủ phò mã các huynh không những canh phòng cẩn mật, còn xem muội là người điên đuổi ra ngoài. Muội không còn cách nào khác nữa nên mới đến khai phong phủ nói với bao đại nhân là huynh bất hiếu với cha mẹ, bỏ rơi vợ con. Hương Liên, muội không biết huynh trở nên thần thông quảng đại như vậy từ lúc nào. Không ngờ huynh có thể khiến Trần Xuân đại thúc đưa lời khai giả trước mặt bao đại nhân. Huynh khiến bọn muội nhận thấy huynh là một người khác. Đó là vì tổng quản Ngụy Minh đã mua chuộc ông ấy. Sợ dĩ huynh phải mạo danh được triệu làm phò mã, đều là chủ ý của Ngụy tổng quản. Không, muội không muốn nghe huynh giải thích. Muội không muốn nghe huynh đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác như vậy. Huynh không phải muốn giải thích với muội. Huynh không cần biết muội nhận xét huynh ra sao, thậm chí sau này sẽ trả thù huynh. Nhưng mà huynh cũng phải nói cho muội biết tình hình lúc đó, đúng không? Được. Nếu như Quỳnh muốn nói thì Quỳnh nói đi. Lúc Quỳnh được kim bản đề danh thi đậu trạng nguyên, đúng là có trăng quên đèn. Thật ra cứ tưởng là có thể về quê để quan tông diệu tổ. Nào ngờ. Mời. Hằng Kỳ bái kiến công công. Hai người lui đi. Dạ. Trong nhà cuối này có một người đàn bà tên Tần Hương Liên. Người hãy ẩn náu kinh đao, đợi sau khi ả ra ngoài, người phải nhớ tướng mạo, đợi căn dặn của nhà ta mới hành động sao? Dạ, Hằng Kỳ tuân lệnh. Người lui đi. Lúc đó nếu huynh không đồng ý để cho Ngụy Minh thu xếp, huynh cực khổ lắm mới thi đậu trạng nguyên.
lập tức sẽ tan thành mây khói. Sau khi về quê vẫn không ra trò trống gì, bất quá chỉ có thể làm tiền sinh dạy học suốt đời. Nếu có thể như vậy thì gia đình chúng ta được đoàn tụ rồi. Từ nhỏ cha mụ đã dạy huynh đọc sách viết chữ. Cha dạy cho huynh đạo Khổng Tử. Bản thân huynh đã 10 năm đẹp sách, mài thủng niên sách. Chẳng lẽ đây là kết quả sau khi học tập của huynh sao? Thương Liên, thật ra sau khi hoàn cảnh thay đổi, huynh định cho người đem ngân lượng về nhà. Nhưng mà... Im đi! Trần Thế Mỹ, sao đến hôm nay huynh vẫn chưa hiểu? Điều bọn mũi cần không phải là điều này. Cha, mẹ, họ chỉ muốn cả nhà đoàn tụ, sống ngày tháng vui vẻ. Còn hai đứa con, chúng chỉ cần một người cha có thể cho chúng sự yêu thương và chăm sóc cho chúng thật là chu đáo. Còn muội, nếu muội cần là người chồng chịu được cực khổ, biết cầu tiến và an phận thủ thừa, điều bọn muội cần chỉ như vậy thôi. Không phải là công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý như huynh đã nghĩ. Dù hôm nay huynh có nói bao nhiêu lý do thì cũng không cách nào giải thích hành vi vong ân bội nghĩa, đánh mất nhân tính của huynh. Đây là cây bút muội mua cho Xuân Ca. Muội mong nó có thể chuyên tâm học hành, phấn đấu trong học tập. Nhưng mà bây giờ nếu như sau khi nó học tập mà giống như cha của nó, vì vinh hoa phú quý mà không biết liêm sĩ, chỉ bằng để cho nó làm một nhà nông chăn dê canh tác còn hơn. Hương Liên, muội định làm như thế nào? Huynh yên tâm, muội không nói thân phận của huynh với bao đại nhân đâu. Chồng của muội Trần Thế Mỹ sau khi lên kinh ứng thi đã chết rồi. Mã gia, bò mã gia, thật ra ả đã nói gì rồi? Cô nói là cô sẽ không vạch trần thân phận của ta giúp bao đại nhân. Vậy thì tốt. Từ nay về sau, phò mã gia có thể yên giấc rồi. Tiến hộ về. Vụ án Tần Hương Liên kiện Cao Phò Mã, ngươi đã hiểu rồi chứ? Công tôn tiên sinh nói rõ mọi chuyện với thuộc hạ rồi.
Bốn phủ muốn nghe nhận xét của người. Thuộc hạ nhận thấy Tần Hương Liên còn đang che giấu điều gì? Triển hộ vệ nói vậy. Cô Tôn tiên sinh, cho phép Triển Chiêu nói thẳng. Triển Chiêu phán đoán là theo trực giác. Nhận xét của Triển hộ vệ khớp với nhận xét của bổn phủ, nhưng dựa vào trực giác thì chưa hẳn chính xác. Hay là Triển hộ vệ phân tích thêm đi. Dạ. Xét theo vụ án, tuy không thể chứng thực phò mã là chồng của Tần Hương Liên, nhưng có một điểm có thể chứng minh: phò mã không phải là người tới từ Bạch Dương Tự Hợp Phì. Có phải người căn cứ vào chuyện bổn phủ dùng phương trượng minh tuệ khiến phò mã nói dối để suy đoán hay không? Đúng vậy. Còn về chuyện Trần Xuân mất tích, thần sắc của Tần Hương Liên thay đổi đúng là khiến người ta nghi ngờ, nhưng không thể chứng thực. Cho nên thuộc hạ nhận thấy vụ án này cần phải đi theo hướng ngược lại, điều tra từ Bạch Dương Tự. Triển hộ vệ muốn nói, nếu Bạch Dân Tự có thể chứng thực phò mã không phải là Trần Thế Mỹ học tập ở đó, thì có thể chứng minh phò mã đến từ Trần Gia Thôn. Thuộc hạ là có ý này. Đây quả là phương hướng có thể suy nghĩ. Chẳng hay Công Tôn tiên sinh có nhận xét gì? Đại nhân, truy xét thân phận của phò mã từ Bạch Dân Tự đúng là cách khả thi, nhưng mà điều học trò không hiểu là Tần Hương Liên rõ ràng đã nói phò mã không phải là phu quân. Tại sao Triển hộ vệ lại cho là không đáng tin? Không phải Triển Chiêu không muốn tin. Theo lý mà nói, Tần Hương Liên không có lý do gì để nói dối. Nhưng khi sự việc liên quan tới tình cảm trai gái, không thể dùng lẽ thường để phán đoán rồi. Theo nhận xét của thuộc hạ, Tần Hương Liên nói dối chỉ có một lý do: ả còn tình cảm với Trần Thế Mỹ, không nhẫn tâm để cho hắn đầu mình hai nơi. Đây quả là ngoài suy đoán của học trò. Bổn phủ với Công Tôn tiên sinh trong lúc bàn luận ai tình, suy đoán nhân tính, thường không dùng đến hai chữ tình ai trong lúc suy đoán. Thật ra có rất nhiều vụ án đều xuất phát từ đây. Sau này không cần phải đặc biệt chú ý điểm này. Dạ, học trò thọ giáo rồi. Tóm lại, câu nói của Triển hộ vệ đã nhắc nhở bổn phủ, hai ta sẽ bắt đầu từ Lỗ Châu phủ. Đại nhân, bây giờ Tần Hương Liên đã nói phò mã không phải là phu quân của ả, ngày mai sẽ rời kinh về quê. Bây giờ không còn nguyên cáo, làm sao đại nhân tiếp tục điều tra? Bây giờ chỉ còn cách tạm thời gác lại vụ án, sau đó lấy chuyện mạo danh ở khoa trường tạo ra một vụ khác, do Khai Phong phủ chủ động điều tra. Dạ. Tần Hương Liên thật tội nghiệp, đường xa ngàn dặm lên kinh lại trở về tay không, trong lòng ả nhất định là buồn lắm. Chữ tình này đúng là đã hại người, nhưng mà người ngoài khó mà cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong lòng đương sự. Ngày mai chúng ta về nhà rồi. Hương Liên không nhẫn tâm làm thêm điều gì với Thế Mỹ nữa. Nhưng con xin hứa, con sẽ toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng Xuân Ca Đông Mũi khôn lớn thành người, để hương quả của nhà họ Trần được duy trì. Con xin hứa với cha mẹ, không để Xuân Ca đi vòng với xe đổ của Thế Mỹ.
xin linh hồn của cha mẹ phù hộ cho con. Người tới làm gì? Nô tài lo lắng phò mã cố tình đến thăm. Có phải phò mã mất ngủ rồi không? Mất ngủ à? Trong mấy tháng qua gần như ta không thể chợp mắt được. Nô tài có một phương thuốc chữa trị chứng mất ngủ. Người nói ta nghe xem. Chỉ cần trị được chứng mất ngủ của phò mã gia, tự nhiên có thể an nhiên đi vào giấc ngủ. Nguyên Minh à, ngươi đừng để ta phải suy đoán, có gì cứ nói đi. Được, nô tài sẽ nói thẳng. Trần Xuân đã đến đây nhìn người rồi. Tần Hương Liên cũng đã che giấu thân phận cho phò mã. Chỉ cần ngày mai ả trở về quê nhà Thư Thành thì không có người nào dám phiền phò mã gia nữa. Không lẽ bao đại nhân của Khai Phong phủ chỉ bỏ qua chuyện này sao? Bao đại nhân, người kiện cáo đã đi rồi, vậy bao đại nhân điều tra cái gì, hỏi cái gì? Nhưng mà cái gì? Đừng có ấp úng nữa. Trên đời này chỉ có hai người biết thân phận của phò mã gia. Người thứ nhất chính là nô tài. Người đang đùa với ta sao? Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do ngươi bày ra. Ngươi không biết thì ai biết? Chính vì vậy nô tài không bao giờ nói ra. Nhưng mà còn người kia, người muốn nói Tần Hương Liên à? Ừ. Không, không đâu. Cô ta hứa với ta rồi, cô sẽ không nói gì cả. Lời nói từ miệng đàn bà khó nói lắm. Huống hồ phò mã đã làm chuyện có lỗi với ả, biết đâu một ngày nào đó ả lại trở về kinh thành. Đến lúc đó bao đại nhân không những sẽ điều tra mà còn trị tội. Đến lúc đó phò mã với nô tài e rằng có khả năng đầu mình hai nơi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Rất đơn giản, diệt cỏ tận gốc, cắt đứt hậu hoạn. Cái gì? Người muốn giết cô ta? Phò mã gia, chuyện giết người không được lớn tiếng đâu. Không được, không được giết cổ. Ta không thể làm như vậy. Chuyện phò mã đã làm với chuyện giết chết ả có khác gì? Bất kể ả đã nói gì với phò mã trong nhà củi, nô tài có thể khẳng định từ nay về sau sẽ cắt đứt quan hệ với phò mã, đường ai nấy đi.
Đúng là cô ấy đã nói với ta như vậy đó. Nếu như cắt đứt quan hệ từ nay, giết hay không giết có khác biệt gì đâu. Nhưng mà dù sao cô ấy cũng là Phò Mã. Bây giờ không phải chuyện một mình Phò Mã, ngay cả tính mạng của nô tài cũng bị ả uy hiếp rồi. Cho dù Phò Mã không đồng ý, nô tài muốn toàn mạng cũng sẽ giết. Phò Mã cần phải quyết định ngay bây giờ. Nếu không, một khi ả về đến Trần Gia Tôn, không biết sẽ có bao nhiêu người biết chuyện này. Cho dù nô tài có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể giết hết cả làng được đâu. Hàng Kỳ, mẹ con Tần Hương Liên đã tạ ơn chiếu cố của bao đại nhân. Các người đứng lên đi.
Tạ đại nhân. Ngươi khẳng định muốn trở về Trần Gia Thôn? Dạ. Chuyện Hương Liên lên kinh đã xong, phải trở về quê nhà rồi. Con trai người vẫn còn nhỏ, nếu như có nhu cầu gì, cứ việc đến tìm bổn phụ, đừng ngại gì hết. Hương Liên đã tạ chiếu cố nhiều mặt của bao đại nhân. Dù Hương Liên có khổ cách mấy, cũng sẽ nuôi con khôn lớn. Kiếp này không quay về kinh thành nữa. Ừ. Nếu bổn phủ tìm được phu quân của ngươi Trần Thế Mỹ thì sao? Đến lúc đó sẽ tính sao? Nếu bà đại nhân tìm được Thế Mỹ, Hương Liên nhất định sẽ trở về kinh thành, giáp mặt khấu tạ bao đại nhân. Bổn phụ hứa với người sẽ toàn lực truy tìm hắn, nhất định sẽ điều tra cho ra lẽ. Sau khi ngươi về quê nhà, đợi thông báo. Có điều gì đó lạ không? Đúng là bổn phủ có ý thăm dò. Nếu như Trần Thế Mỹ trong phủ phò mã không phải là phu quân của ả, sao lại quên chuyện nhờ bổn phủ tìm chồng cho ả chứ? Có cần giữ mẹ con họ lại để xét hỏi thêm không? Không cần. Ả tuyệt đối không mở miệng thừa nhận. Hay là theo cách của Triển Hộ Vệ, điều tra từ Bạch Dân Tự. Dạ.